Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ Phật tử Quỳnh Anh ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, hàng tuần con nấu cơm từ thiện và chuyển đến giúp đỡ bệnh nhân, những người khó khăn hoạn nạn. Con được có người bảo là sau mỗi lần làm từ thiện đó, con phải nguyện để kiếp sau con không kết duyên cùng với những người con đã giúp đỡ đó. Nếu không, con sẽ tạo nhân duyên kiếp sau họ trở về làm bạn bè, thân quyền, thân bằng quyến thuộc với mình. Vậy là kiếp sau họ hàng của mình sẽ toàn những người vất vả khó khăn ạ. Xin sư cho con hỏi điều đó có đúng không ạ? Và con phải làm gì ạ? Con xin thiên sư ạ. Khi mà mình làm từ thiện giúp đỡ mọi người, sẽ kết duyên với mọi người là đúng nhá, sẽ tạo ra được cái duyên lành với mọi người. Nhưng mà cái duyên này là duyên lành, duyên này là cái duyên tốt đẹp, gặp lại nhau cũng tốt, chứ không có cái chuyện mà gặp lại nhau là không tốt nhá. Giống như Đức Phật trong Bốn A Tăng kỳ kiếp 100.000 đại kiếp, Ngài thực hành những cái Bồ Tát hạnh nhá. Đức Phật tu Bồ Tát hạnh, Đức Phật giúp đỡ rất nhiều người, nhất là bố thí cho rất nhiều những người khó khăn. Thì cũng chính là nhờ cái sự nhờ cái nhân duyên đó, nhờ cái duyên lành đó, cho nên khi Đức Phật thành đạo, Ngài thuyết pháp đến đâu, những người có duyên với Ngài mới nghe pháp và mới tin, mới thực hành giáo pháp và mới đi đến Niết Bàn. Ví dụ như bây giờ tất cả những người Phật tử, những người con Phật, hay là những người mà bây giờ mình có niềm tin, mình đang học pháp của Đức Phật này, là trong quá khứ mình đã từng kết duyên với Đức Phật, có thể mình đã từng thọ nhận cái sự bố thí của Bồ Tát này. Có thể là Bồ Tát đã bố thí cho mình một bát cháo, một bát cơm hay là một cái gì đó, cho nên là bây giờ mình mới yêu quý Đức Phật như vậy, mới kính trọng Đức Phật như vậy, cho nên là mình mới lắng nghe pháp của Phật như vậy. Còn mình thấy rất nhiều những người ở bên ngoài, người ta nghe pháp người ta bỏ ngoài tai, người ta coi thường Phật, người ta coi thường giáo pháp, người ta không có khởi lên được cái tâm tịnh tín, không có hoan hỷ, không cung kính, không thực hành pháp, là đấy là vô duyên, nó gọi là vô duyên đối diện bất tương phùng đấy. Nhưng mà vô duyên thì có mà gặp nhau cũng như là cái người xa lạ, còn có duyên thì có xa cũng rất là gần. Nên là đừng có lo cái chuyện là sẽ gặp lại nhau, mà gặp lại nhau sẽ là tri ân tri kỷ của nhau, sẽ giúp đỡ nhau, gặp lại nhau. Tức là nếu như bây giờ mình mà giúp cho họ qua được cái nỗi khổ về đói khát bệnh tật, thì sau này có thể mình cũng sẽ giúp cho họ ấy qua được nỗi khổ về luân hồi sinh tử. Như là sau này bây giờ cứ đi làm từ thiện nhiều vào, xong là cứ nguyện sau này gặp nạn, đừng có nguyện là không gặp nạn nhé. Nguyện không gặp nạn là phũ phàng quá, không có. Cái pháp Phật không có dạy như thế. Và nếu như sau này mình có gặp lại họ ấy, mình sẽ độ được họ ấy, giải thoát được tử sinh nữa, độ họ đi đến Niết Bàn được nữa. Nên là cứ độ, cứ kết duyên với thật nhiều người, và càng nhiều càng tốt, không có giới hạn gì hết. Người cao, người thấp, người khổ, người vui, cứ kết bạn hết. Bây giờ người ta khổ nhưng mà sau này chắc người ta không khổ đâu. Mà người ta có khổ mới cần phải tế độ, mới cần phải giúp đỡ những người khổ để thoát khổ. Nên là mình không có lựa chọn, chỉ có kết duyên với cái người sướng, người cao quý, mình không kết duyên với những cái người khổ đau là cũng không đúng. Thì có thể là cái người cao quý bây giờ, sau này người ta trở thành người khổ đau chẳng. Còn người khổ đau sau này người ta lại trở thành những cái người cao thượng người ta. Nên là không có cái lời nói đó không đúng nhá, không đúng với pháp. Nên là cái việc bố thí mình cứ bố thí, còn cái phát nguyện ý, thì mình phát nguyện là nhờ cái công đức bố thí này mong cho tôi chứng ngộ Niết Bàn trong ngày vị lai, cái công đức bố thí này xin hồi hướng đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả chúng sinh đều chứng ngộ Niết Bàn, giải thoát tử sinh, thì nguyện như vậy thì đúng pháp. Còn những cái khác là không không đúng cái tư tưởng của Phật. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Minh Hải ạ. Dạ, mô Phật kính bạch sư ạ, cho phép con được hỏi ạ. Một người thành tựu thánh quả Tu Đà Hoàn nhờ vào đề mục của lòng từ bi, vị ấy muốn đạt được tam quả và tứ quả thì vị ấy có thể quán đề mục về khổ, vô thường, vô ngã trên thân và tâm để đạt được Niết Bàn không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Đúng rồi, nếu mà vị ấy muốn chứng các cái đạo quả khác nữa thì vị ấy phải quán trên thân tâm, nhưng mà đây là trên năm uẩn. Trên thân ở đây là trên các cái sắc nhé.
các cái sắc chân đế, chứ không phải là trên cái thân tục đế này. Quán trên cái thân tục đế này không không chứng niết bàn được. Và trên tâm ở đây là trên các cái tâm và tâm sở, các cái tâm mà được do mình phân tích ra thành năm uẩn ấy, và phải quán cái pháp duyên khởi và thấy được cái tính sinh diệt, rồi mới quán cái tính vô thường của vô ngã trên cái thân năm uẩn đấy thì mới chứng được cái đạo quả niết bàn. Thì đều có thể tu tập những cái pháp đấy để chứng được. Là con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ một hành giả không ghi tên ạ. Là con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi câu hỏi ạ. Là con thưa sư, Đức Phật dạy tất cả 84.000 pháp môn. Vậy bây giờ mọi người cứ vin vào những câu nói là dạy 84.000 pháp môn và họ không thực hành giới định tuệ và chỉ đi tìm kiếm những pháp môn để phù hợp với họ. Nhưng thời Đức Phật ngày xưa thì Đức Phật ngài đi thuyết pháp tế độ mọi người thì có thể đắc đạo trong thời pháp, nhưng bây giờ con người không có đủ ba la mật để giác ngộ trong một bài pháp. Vậy thưa sư cho con hỏi, đối với những người Phật tử hay là những người thiền sinh bây giờ, nếu muốn đi trên con đường giác ngộ thì có phải chỉ có con đường thực hành giới định tuệ mới đi đến con đường giác ngộ, như vậy có đúng không ạ? Hay là có con đường khác để đi đến con đường giác ngộ ạ? Trong 84.000 pháp môn của Đức Phật giảng dạy, nó cũng đều là giới định tuệ hết. Không có cái pháp môn nào trong 84.000 pháp môn đấy đều nó nằm ngoài được giới định tuệ cả. Nếu một người nào lìa giới định tuệ ra thì đó là tà pháp, không thể có pháp của Phật không nằm ngoài giới định tuệ được. Nên là ngay cả trong một bài pháp mà Đức Phật đang thuyết giảng mà có người giác ngộ được Phật, được giáo pháp, thì lúc đấy vị đấy cũng có được cái giới thanh tịnh khởi nên do cái tâm tịnh tín đó. Vị đấy sẽ có cái giới hạnh thanh tịnh ngay trong lúc đó. Vị đấy sẽ đạt được cái sát na định, tức là cái tâm thanh tịnh nó đạt được ngay trong lúc đó, và đạt được cái tuệ, cái tri kiến thanh tịnh cũng sẽ đạt được ngay ở trong cái khoảnh khắc đó. Cho nên vị đấy mới từ cái giới định tuệ thanh tịnh đấy, vị đấy mới đi được đến các cái đạo quả niết bàn. Hay là một cái, tất cả những cái pháp môn mà Đức Phật nói ra bằng nhiều cái hình thức, bằng nhiều cái cách thức khác nhau để diễn đạt cái giáo pháp, cái đạo nộ, con đường tu tập đi đến niết bàn, nhưng nó không nằm ngoài giới định tuệ, nằm ngoài cái bốn cái sự thật, đó là khổ, sự nhân sinh là khổ, con sự diệt khổ và con đường đi đến sự diệt khổ. Thì cái con đường đi đến sự diệt khổ đấy là giới định tuệ, không phải cái gì khác. Bát chánh đạo chính là giới định tuệ, giới định tuệ bao hàm trong bát chánh đạo. Nên là phải cái con đường đi đến niết bàn thời nào, ở đâu, lúc nào cũng là phải là đi qua giới định tuệ hết. Ở cái mức độ nhanh chậm hay là cao thấp khác nhau mà thôi. Thì thời xưa thì cái sự chứng ngộ sẽ nhanh chóng hơn do các cái ba la mật của những cái thời, của những người thời đấy đã tu nhiều nhiều đời nhiều kiếp. Thời nay những người tu chứng dần dần giảm bớt đi. Thì những người có đủ ba la mật để chứng ngộ, người ta đã chứng ngộ cả rồi. Còn những người chưa chứng ngộ là những người ba la mật còn yếu, còn thiếu kém. Cho nên là cần phải tu tập tích lũy thêm các ba la mật, hoặc là mình muốn chứng ngộ ở trong cái đời này thì vẫn phải thực hành theo giới định tuệ, chứ không thể nói là có một cái con đường nào khác ngoài giới định tuệ mà đi đến niết bàn được. Con đường ngoài giới định tuệ thì mình chỉ có thể tạo ra được những cái một chút phước nào đó có nhân thiên thì có thể có, nhưng mà cái con đường để đi đến niết bàn thì nhất định phải qua giới định tuệ, chứ không thể có con đường khác. Có những con đường khác thì sẽ đi đến những nẻo khác, chứ không thể đi đến niết bàn được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Phạm Minh Thắng ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư. Thưa sư, giờ đây con đường có rất nhiều ngã, có phải chỉ có một con đường duy nhất đúng không? Có phải chỉ có một con đường duy nhất đúng không ạ? Liệu có thể có một vài con đường cùng đúng không hay không? Làm sao để có thể chọn được con đường đúng ạ? Con xin tri ân sư ạ. Con đường đi đến niết bàn, người ta nói rằng có con đường độc nhất, đấy là mình chấp vào cái câu ở trong kinh Đại Niệm Xứ nói rằng có con đường độc nhất đi đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu ưu diệt trừ, mà sầu ưu thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn.
Thì cái con đường độc nhất ở đây không có nghĩa là chỉ có cái bài kinh Đại Niệm Xứ này mới là con đường đi đến Niết Bàn, không phải là chỉ có một cái pháp môn Tứ Niệm Xứ này đi đến Niết Bàn, mà ở đây là nhấn mạnh về cái sự độc đáo, về cái sự mà nó rất là đặc biệt của cái pháp môn Tứ Niệm Xứ đấy, chứ không phải là có con không, tức là cái con đường đi đến Niết Bàn thì đó là giới định tuệ hay là bát chánh đạo hay là Tứ Niệm Xứ, nhưng mà cũng có thể được diễn tả diễn đạt theo nhiều cái cách thức khác nhau, như là có những người mà có trí tuệ sắc sảo sắc bén ấy, thì Đức Phật sẽ dạy một cái cách vắn tắt ngắn gọn nhất, thì Đức Phật thì dạy là vị ấy hãy tuệ chi quán cái danh sắc này là vô thường của vô ngã, thì cái vị đấy cũng có thể chứng được Niết Bàn. Nhưng cũng có người ở cái căn cơ, ở cái trí tuệ ở cái mức độ trung bình, thì Đức Phật sẽ dạy cái pháp đó một cách nó chi tiết hơn một chút, thì Đức Phật sẽ dạy là hãy thực hành cái pháp năm uẩn, tuệ chi cái năm uẩn để đi đến Niết Bàn, hoặc là vì đó Đức Phật sẽ dạy bằng cái cách là hãy thực hành cái pháp niệm xứ, thực hành cái pháp tu tập về tứ niệm xứ làm cho thuần thục, làm cho sung mãn thì đạt được lợi ích công đức đi đến Niết Bàn. Hoặc là có những người thì căn cơ chậm hơn nên Đức Phật phải chia sẻ và phân tích cũng cái pháp đấy, nhưng mà chia sẻ ra ở cái mức độ tỉ mỉ chi tiết hơn, thì Đức Phật nói là hãy thực hành cái pháp quán về sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Hay là có những người cái căn cơ chậm hơn nữa thì Đức Phật sẽ dạy về sáu căn, sáu trần, sáu thức, là có nhiều cái cách để mà chỉ dạy, để mà giảng dạy. Thì 84.000 cái pháp môn ở đây, ý muốn nói là 84.000 cái cách chỉ dạy, cái cách giảng dạy. Nhưng mà thực ra cái con đường thì cũng chỉ có một thôi, chứ không phải là nó nằm ra nhiều. Đó cũng chỉ là giới định tuệ hoặc là bát chánh đạo này là thôi, là cái con đường đi đến Niết Bàn thôi. Mặc dù được diễn tả, diễn đạt dưới nhiều cái ngôn ngữ, dưới nhiều cái hình thức, dưới nhiều cái pháp môn khác nhau, nhưng mà cái nội dung cốt yếu ở bên trong nó như nhau, cũng chỉ là con đường làm cho giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, đi đến kiến thanh tịnh và đi đến tri kiến thanh tịnh, tức là đi đến thành tựu viên mãn được giới định tuệ, là đi đến Niết Bàn. Thì nếu như mà mình học cái con đường nào đấy thì mình căn cứ vào để mà đối chiếu lại với lại bát chánh đạo hoặc là giới định tuệ, thì mình sẽ biết được cái con đường đấy là chân chánh hay là chánh hay tà. Thì như là ngày xưa có những vị đến hỏi Đức Phật, có rất nhiều người tự xưng là Phật hay là bậc A-la-hán ấy, thì ngài và các vị ấy như thế nào, thì Đức Phật nói rằng cứ ở đâu có bát chánh đạo thì ở đấy sẽ có Niết Bàn, là ở đâu mà có thực hành đúng bát chánh đạo thì đó có Niết Bàn. Thì vậy nên là mình có thể căn cứ vào như thế, những cái pháp môn có thể là dùng những cái ngôn từ khác nhau, những cái hình thức khác nhau, nhưng mà nó tương đồng, nó tương ứng với bát chánh đạo hay nó tương ứng với giới định tuệ ấy, thì đó là cái pháp sẽ đi đến giải thoát chân chánh, đi đến đoạn tận khổ đau. Còn những cái pháp đấy mà mình thấy nó không tương ứng, nó không tương đồng với bát chánh đạo hay là giới định tuệ, thì cái pháp đấy có thể nó sẽ còn bị thiếu sót, hoặc là nó sẽ là phi pháp. Nên phải căn cứ vào đó thì mới biết được cái pháp đó có đi đến giải thoát Niết Bàn hay không. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ một hành giả ở Thái Bình ạ. Dạ, con kính bạch thầy ạ, con chỉ được học thiền Vipassana trên mạng do thầy Minh Niệm dạy. Con đã chữa lành được vết thương tâm hồn sau 2 năm ạ. Hiện tại phần chánh niệm quán tâm của con rất sáng rõ. Tâm ý của mình ở mọi lúc mọi nơi, nhưng khi định tâm trên một đối tượng đề mục thì con thấy khó. Con học Vipassana luôn mà chưa học qua thiền định ạ. Con xin thầy hoan hỷ chỉ lúc con, vì con cũng chưa được học trực tiếp thầy nào ngoài đời ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Cái thiền của đạo Phật hay là trong các cái pháp thiền thì sẽ có một là thiền chỉ, hai là thiền quán, tức là thiền Vipassana hoặc là thiền Samatha, thiền định hoặc là thiền tuệ đó. Thì thực hành cái pháp thiền nào ở cái bước mới đầu cũng chỉ là chánh niệm thôi, như là một cái người mà thực hành
đi vào thiền hơi thở, được gọi là phương pháp thực hành thiền định Samatha này, thì cái bước đầu mình chưa đắc định thì nó cũng chỉ là chánh niệm, chánh niệm nhận biết hơi thở vào hơi thở ra. Thì khi mình có cái tâm chánh niệm như thế thì nó cũng xua tan những cái tà niệm đi, cái tâm nó cũng trở nên chân chánh, những cái tâm bất thiện nó cũng được xua đuổi đi, và những cái tâm thiện nó bắt đầu nó cũng sinh khởi. Rồi nếu như cái tâm đó nó sung mãn lên nữa thì nó sẽ đắc định. Nó đắc định thì nó có thể đi vào những cái mức định như sát na định, cận hành định, an chỉ định, và thành tựu được các tầng thiền. Nếu như mình thực hành chuyên sâu về thiền định thì sẽ đi đến tứ thiền bát định được, nhờ tu tập viên mãn một cái đề mục thiền định nào đấy. Còn nếu như một người được hướng dẫn là thực hành trực tiếp vào cái pháp thiền quán, thiền tuệ, thì mình có thể quán thân, quán thọ, quán tâm hay là quán pháp. Có thể quán về danh sắc, về năm uẩn này, thì đó mới là thiền quán. Còn nếu như mình quán một cái gì đó trên một cái đối tượng gì đó chiều tượng mông lung khác thì đấy là vô ích, không phải là thiền quán đâu. Thiền quán phải là quán trên những cái pháp nó cũng chỉ nằm trong cái thân tâm này, nhưng mà nó là trên những cái pháp chân đế khác. Như mình niệm về thân này là đất nước nửa gió, hay là niệm về những cái cảm thọ ở trên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, hay là niệm về các cái tâm, tâm sở, mình thấy cái tính sinh diệt, cái vô thường của vô ngã của nó. Nhưng cái bước đầu ấy, cái người mới thực hành ấy, mình cũng chưa thể tuệ chi ra được các cái tâm, tâm sở, cái thân năm uẩn này, hay cái danh sắc này, hay cái sự sinh diệt, cái vô thường, vô ngã của nó. Thì cái lúc đấy nó cũng chỉ là chánh niệm mà thôi. Dù rằng mình nói là tôi đang hành thiền tuệ đây, nhưng lúc mới đầu mình thực hành nó chưa đắc được tuệ, cho nên nó cũng chỉ là chánh niệm. Rồi trong cái chánh niệm ấy nó cũng xua đi được những tà niệm. Nếu như mình thực hành được thành tựu viên mãn thì từ cái chánh niệm đấy nó cũng thành được cái chánh định, tức là mình cũng sẽ đạt đến sát na định hoặc cận hành định. Rồi sau đó mình mới tuệ ra được, mới quán ra được những cái pháp mà mình cần quán về vipassana đó, quán được những cái sắc về vật chất, về thân, rồi là những cái thọ tưởng hành thức, về tâm và các cái tâm sở, về tính sinh diệt của nó, về vô thường của vô ngã của nó. Thì dù là thực hành cái pháp nào thì cái bước đầu thực hành nó thì là đang thực hành chánh niệm, thực tập thực hành chánh niệm rồi. Từ chánh niệm ấy nó sẽ đi vào chánh định, từ chánh định ấy nó mới đi vào chánh trí được. Thì nó cái con đường, cái cách gọi mà nó có thể khác nhau, nhưng mà chung quy lại nó cũng giống như nhau mà thôi. Cái pháp nào nó cũng phải có giới định tuệ ở trong đấy nó mới thành tựu. Còn cái pháp nào nó không có giới định tuệ trong đấy nó không thành tựu. Thực hành cái pháp nào thì giới của mình phải thanh tịnh trước, rồi sau đó nó sẽ dần dần cái chánh niệm nó làm cho tâm thanh tịnh, đấy là mình đạt được định, sát na định hoặc cận định hoặc an chỉ định. Rồi từ cái định đấy mình mới đạt được tuệ, nên là mình mới quán ra được những cái pháp về thân thọ tâm pháp, hay là về năm uẩn đó, thì mình mới quán ra được, mới thấy được nó, thì lúc đấy mới là tuệ. Còn lúc mình chưa thấy nó thì chưa phải là tuệ, vẫn là đang chánh niệm thôi. Thì còn tùy theo cái mức độ thực hành của mình, thì cái mức độ cái sự thực hành thì mình hành cái pháp thiền gì thì nó cũng tẩy trừ đi được những cái cấu uế, những ô nhiễm, những phiền não, những cái tổn thương mà mình gọi là những cái tổn thương, những cái phiền não ở trong lòng ấy, thì thực hành cái gì nó cũng xua được hết. Pháp thiền định nó cũng xua được cái đấy rất dễ dàng, thiền tuệ nó cũng xua được cái đó, cái chánh niệm mà khởi lên một chút là cái đấy nó là những cái tà niệm nó sẽ được xua đi hết. Nhưng mà cái mục đích không phải là mình thực hành để mà mình xua đuổi được những cái tổn thương ở trong tâm đấy, mà mình còn phải thực hành để đối trị được những cái phiền não ngủ ngầm nữa, những cái tham sân si nó còn khởi lên ở trong tương lai nữa. Thì mình cần phải thực hành một cách có lộ trình, có bài bản, có từ thấp đến cao, căn cứ vào cái giới định tuệ ấy, hay là cái bài kinh chạm xe, mình sẽ biết là mình đi đến cái chạm xe thứ mấy rồi thì mình biết này. Giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, hay kiến thanh tịnh rồi sau đó mình phải lần lượt đi đến cái chạm xe cuối cùng ấy, và mục đích cuối cùng làm sao đi đến cái vô thủ trước niết bàn ấy, đấy là cái mục đích cuối cùng, phải đi một cách tuần tự như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Hoa. Dạ, con bạch thầy, cho con xin hỏi một câu ạ. Trước khi con ngồi thiền, con hít vào thở ra một lúc, rồi sau đó có tiếng u u ở đâu kéo đến, rồi con mặc kệ. Xong rồi lại nhớ đến chuyện ngày xưa thôi thầy ạ. Thầy cho con biết nguyên nhân ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Để cho hơi thở đi vào tự nhiên mà đi ra tự nhiên, mình không được điều khiển hơi thở, không chủ động thở vào thở ra như vậy,
thì cái sự chủ động thở vào thở ra, rồi cái tâm căng thẳng quá, mình chăm chú quá mức, chú tâm quá mạnh là nó sinh ra cái u ở trong đầu ấy, cái tiếng y tiếng u mà đầu nó giống như là ù hết cả đầu óc đi do mình chú tâm quá căng thẳng, cái sự căng thẳng quá mức độ. Thế là đấy là cái sự thực hành sẽ là sai hoàn toàn rồi đấy. Thế là một lúc sau là nó bị đuối sức tâm, nó không bắt được vào đối tượng nữa, rồi bắt đầu nó đi lang thang, rồi nó nghĩ đến chuyện nọ chuyện kia, thì cái sự thực hành đấy là sai hoàn toàn, không có lợi ích gì hết, không đạt được kết quả gì cả. Muốn thực hành đúng thì mình phải để tâm nhẹ nhàng, để cho thân tự nhiên, tâm tự nhiên, hơi thở vào ra tự nhiên, nhận biết hơi thở một cách rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên, không quá là căng thẳng, không quá chăm chú như vậy nữa. Rồi cái như tâm nó nghĩ sang những chuyện quá khứ thì mình cũng phải xua nó đi. Quá khứ qua rồi mình không quan tâm đến nó. Nó nghĩ đến chuyện tương lai cũng phải xua nó đi. Tương lai chưa đến đừng có bận tâm đến nó. Để cái tâm nó chỉ nhận biết hơi thở vào ra một cách nhẹ nhàng tự nhiên, vừa phải, đừng quan tâm đến những cái vọng tưởng, những cái cảm giác hay là những cái bất cứ một cái hiện tượng gì ở thân tâm nó sinh khởi, mình cũng nằm nơ nó đi, đừng đi theo nó, đừng suy luận nó, đừng phân tích nó, đừng quan tâm đến nó, thì nó sẽ hết đi. Rồi mình chỉ cần biết hơi thở vào hơi thở ra nhẹ nhàng ở trước cửa mũi là được rồi. Cứ thực hành được như vậy, dần dần nó sẽ quen đi, dần dần nó thuần thục đi. Còn mới bước đầu thì nó sẽ chưa quen thì nó hay hành sai, nhưng mà rồi mình phải điều chỉnh đã cái mức chú tâm ấy, nhẹ nhàng tự nhiên nữa, rồi dần dần thực hành đúng thì nó sẽ có những cái kết quả, và có cái sự hỉ lạc, có cái sự an vui, và càng ngồi mình càng cảm thấy thân tâm nó nhẹ nhàng, nó an vui thì mới đúng. Còn ngồi mà cảm thấy nó bất an thì là mình đang bị thái quá một cái gì đó. Dạ, con kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hà Nguyễn gửi qua kênh YouTube ạ. Dạ, con kính bạch sư, trong giới không ăn phi thời, hành giả phải ăn xong trước 12 giờ trưa có đúng không ạ? Hay là ta có thể bắt đầu ăn trước 12 giờ trưa và hoàn thành bữa ăn sau 12 giờ trưa ạ? Con kính tri ân sư ạ. Không ăn phi thời đây có được phép ăn từ cái lúc rạng đông, tức là từ cái lúc mà rạng đông là cái tờ mờ sáng nhé. Mờ sáng là như 5 hoặc 6 giờ sáng đấy. Nhưng mà về mùa hè thì 5 giờ sáng, mùa đông thì khoảng 6 giờ sáng, được gọi là cái giờ rạng đông, cho đến cái giờ đứng bóng. Thời Đức Phật thì Đức chưa có đồng hồ và không quy định về cái số giờ, mà quy định là từ giờ rạng đông đến giờ đứng bóng là cái giờ đấy là gọi là được ăn, được phép ăn ở cái khoảng thời gian đấy. Từ cái giai đoạn mà đứng bóng ấy, từ cái lúc mà cái giờ đứng bóng ấy, tức là ví dụ như mình đứng ra ngoài giữa sân ấy, mà cái bóng nó chưa có ngả về về bên đằng đông, tức là khi mặt trời nó về phía đằng tây thì cái bóng mình nó ngả về phía đằng đông, thì lúc đấy là quá ngọ, gọi là hết cái giờ đứng bóng rồi thì là không được ăn nữa. Còn cái giờ đứng bóng là cái giờ lúc đấy là phải dừng lại rồi, mình phải ăn trước cái giờ đứng bóng đó. Thì như cái thời gian đó ở cái giờ giấc mà ở Việt Nam của mình ấy, thì cái giờ đứng bóng nó sẽ tương đương với 12 giờ trưa, thậm chí nó sớm hơn một chút. Có thể là nó sẽ sớm hơn khoảng 15-20 phút cái giờ 12 giờ trưa. Còn nó tùy theo từng nơi, có nơi cái giờ đứng bóng đấy nó trước 12 giờ trưa tới cả tiếng đồng hồ. Thì cái vị đó phải ăn trước cái giờ đứng bóng ấy. Có những cái nơi cái giờ đứng bóng ấy thì nó lại sau 12 giờ trưa. Vậy thì không căn cứ vào cái 12 giờ trưa mà căn cứ vào cái mặt trời đứng bóng vào cái giờ nào. Thì là mình phải dừng lại, không được ăn quá cái giờ mặt trời đứng bóng. Mặt trời đứng bóng thì nó chỉ có khoảnh khắc thôi, sau đó bóng nó sẽ ngả về bên phía đằng đông này, thì lúc đấy là quá ngọ là không ăn. Vậy thì suốt cái buổi sáng hôm đấy cho đến lúc mặt trời đứng bóng thì mình đều được ăn, là vẫn không phạm cái ăn phi thời. Còn từ sau cái giờ đứng bóng mà đi mà mình có ăn một chút thì cũng phạm vào ăn phi thời. Vậy nên là phải ăn trước, ăn sớm được là tốt nhất, ăn sớm hơn một chút, còn hơn là ăn muộn, chứ không phải là ăn sau 12 giờ đâu, mà phải ăn trước đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là ở Vĩnh Phúc ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, ngoài không tà lâm la thì con nên leo, thì con nên leo nhân gì để lấy được một người tri kỷ và sống hạnh phúc ạ? Con xin tri ân sư ạ. Ngoài cái giới không tà dâm ra mà muốn lấy được một người tri kỷ có hạnh phúc, thì cái người tri kỷ với nhau mà có hạnh phúc với nhau
thì tham ái sinh sầu bi, tham ái sinh khổ não. Ai muốn thoát khỏi tham ái thì không, ai thoát khỏi tham ái thì mới không khẩu không khổ não. Mình càng có cái tham vọng kiếm được một cái người chi kỷ như thế thì mình càng khổ đau nhiều. Chỉ có khi nào mà mình sống với một người mà có cùng cái tư tưởng chánh thiện ấy, ví dụ như là mình là một cái người biết Phật pháp, mình sống cùng với một cái người biết biết đạo như mình ấy. Tức là một cái người nào mà mình là cái người có giới, mình sống cùng với người có giới thì đấy là tri kỷ. Mình là một cái người có đa văn, tức là một cái người có hiểu biết, có tri kiến ấy. Có chánh kiến, mình sống cùng với người có chánh kiến ấy. Thì đấy là tri kỷ. Một cái người mà mình biết làm các cái việc thiện, mình sống với người biết làm việc thiện. Hay là mình là người sống không tà dâm, mình sống với một cái người cũng có cái hạnh không tà dâm. Thì có cái cùng cái tư tưởng với nhau như thế thì được gọi là tri kỷ thôi. Tri kỷ nó chỉ là một cái từ thế gian thôi, chứ còn lẽ thường ở trên đời không có cái gì là tri kỷ cả. Trên đời cái tâm con người nó là vô thường, chứ nó không có cái gì nó trường tồn bất biến hết. Mà rất là về cái việc tình cảm ấy, thì nó lại càng không có cái chuyện mà tri kỷ ở trong cái tình cảm. Ái luyến mà. Ái luyến thì nó chỉ có cái sự ích kỷ, chỉ có cái sự hành hạ mình, hành hạ người, nó chỉ đem lại khổ đau cho mình và khổ đau cho người. Chứ ái luyến đấy không thể đem đến cái hạnh phúc cho mình và cho người được. Chỉ có khi nào mình có cái lòng từ bi vô ngã ấy, như là mình mong muốn cho người đó được an vui, mong muốn cho mọi người được thoát khổ đau, mong muốn cho mọi người được thành tựu những cái điều thành công, hay là mình thấy mọi người là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, thì cái lúc đấy mình mới cảm thấy nó có cái niềm vui. Chứ còn mình chỉ có ái luyến là người này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Cái người mình còn già bệnh chết nhưng vẫn thì mình tham ái với cái già, cái bệnh, cái chết, thì mình cũng vô thường thay đổi, mình lại tham ái với cái vô thường thay đổi. Mình còn khổ đau thì mình lại đi ôm thêm một cái khổ đau vào, thì mình chỉ có khổ đau chứ không thể có hạnh phúc ở trong đó được. Thì khi nào mình hiểu ra được các cái sự thật ấy, mình thấy được thân này nó là vô thường biến đổi, tâm nó vô thường biến đổi, nó là vô thường vô ngã, thì mình phải chấp nhận cái sự thật đó. Là một cái con người luôn luôn thay đổi cả về thân tâm. Vậy cho nên là mình phải xóa bỏ cái tư tưởng đi tìm người tri kỷ đi, thì lúc đấy mình sẽ hạnh phúc. Còn cứ đi tìm người tri kỷ thì mình còn khổ đau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả đến từ Vĩnh Phúc ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, con hay bị lo âu và trầm cảm, nhưng nó thay đổi liên tục, một ngày có thể thay đổi 4-5 tính cách mà không phải lo bên ngoài. Con vẫn quan sát được nhưng cảm xúc lên xuống thất thường. Dạ, vậy con phải làm sao đây ạ? Dạ, con xin kính tri ân sư ạ. Trầm cảm là do mình lo lắng quá. Mà cái lo lắng này cũng rất sinh ra từ cái tham ái quá độ với một cái gì đó ở bên trong hoặc bên ngoài. Ví dụ như là mình lo lắng về tài sản, về công việc, hay lo lắng về người thân, hay lo lắng về bản thân mình không đạt được những cái điều mình mong muốn, mình mong cầu. Cho nên mình sinh ra cái sự mong lo lắng quá độ, hay là nó mới sinh ra trầm cảm. Thế bây giờ mình cần phải giảm bớt cái sự lo lắng đấy đi bằng cái cách mình đừng có coi trọng, quan trọng một cái gì đó về thân tâm, hay là về những cái tài sản vật chất, hay về những cái tình cảm về người thân nữa. Thì lúc đấy tự cái tâm của mình nó sẽ trở nên thảnh thơi, nó sẽ trở nên nhẹ nhàng, và nó sẽ an vui, và nó hết được cái lo âu trầm cảm đi. Trầm cảm nó sinh ra từ cái sự lo âu mà, lo âu là sinh ra từ tham ái mà. Vậy thì bây giờ mình cần phải diệt trừ cái tham ái đó bằng cái cách phải sống có cái sự buông xả. Phải bắt đầu tập có cái sự buông xả, như là mình phải biết làm việc phước, như là biết bố thí này, biết cúng dường, và mình phải hoan hỉ trong cái việc phước đó. Mình nghĩ đến những công đức, những phước lành của những cái việc công đức đó để tăng trưởng cái phước lành lên. Mình phải biết thọ trì tam quy ngũ giới, này là giữ những cái giới cao hơn bác quan trai giới, tức là giữ những cái giới từ thấp đến cao nữa, thì mình cảm thấy hoan hỷ, thích thú trong cái đời sống có cái giới hạnh đó.
mình biết rằng cái sự đời sống giới hạnh đó sẽ đem lại cái hạnh phúc an vui ở tương lai, ở lâu dài. Rồi mình mới không quan trọng quá về những cái được, cái mất, cái hơn, cái thua, cái yêu, cái ghét ở trong cái đời này. Mình vì mình luôn luôn hướng về những cái nhiều đời về sau, mình hoặc là mình tu hành, mình thực hành những cái pháp về thiền chỉ, thiền quán, và ở cái quán như là mình rải tâm từ đến mọi người, mình nhắm mắt là mình hình dung ra mọi người, mình cầu mong cho họ được an vui thoát khổ đau. Mình rải cái tâm từ như vậy thì cái tâm của mình nó nắng dịu xuống, nó an vui với mọi người, và nó cảm thấy giữa mình với người nó không còn có cái sự oán hận thù hiểm, không còn có cái mình sẽ không còn có cái sự sợ hãi. Nếu mình rải tâm từ tự nhiên cái uy lực của mình nó tăng lên, mình cảm thấy mọi người giống như người thân của mình, mình không có nghĩ họ là kẻ thù của họ, phá hoại họ, là làm hại mình nữa, thì tự nhiên mình cũng bớt đi cái non âu. Hay là tất cả chúng sinh muôn loài mình có cái tâm từ như vậy thì cũng không có ai ác ý mình không ác ý với ai. Hoặc là mình niệm về cái sự chết, mình niệm mạng sống này không chắc chắn, còn cái chết thì chắc chắn. Thế thì lúc ấy mình mới tác ý, khi chết thì tài sản cũng mang theo được, danh vọng, địa vị, chức quyền, người thân bằng quyến thuộc không đi theo mình được, thì mình sẽ sống với một cái tâm nó tự tại, nó có cái sự buông xả, không dính mắc, không ái luyến với bất cứ ai, với bất cứ thứ gì nữa. Thì lúc đấy mình biết rằng ngoài đời này còn nhiều đời, nhiều kiếp về sau, mình cảm thấy hoan hỉ với những công đức mình đã làm. Mình biết là đời sau mình sẽ không bị đọa vào những cõi khổ đau, chắc chắn mình sẽ được hưởng những cái phước lành do những công đức mình đã làm. Thì cái tâm, cái nội tâm của mình ấy, nó có như vậy ấy, thì nó mới có cái sự an ổn. Nếu như mình có phước lành, mình có trí tuệ thì mình có được cái sự an ổn. Còn bị thiếu những cái phước lành và thiếu cái trí tuệ thì mình cảm thấy bất an. Vì từ cái sự bất an ấy nó sinh ra nó âu trầm cảm. Thì bây giờ mình tăng cái phước lên, phải tăng cái trí lên. Hai cái đấy nó mà mạnh lên thì mình hết lo trầm cảm. Thì mình phải tạo phước và tu tâm là cái con đường để vượt qua cái điều đó. Dạ, con kính bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Trần Long ạ. Dạ, con thưa sư, do điều kiện con không thể tham dự nghi thức thọ trì tám giới. Như vậy, con có thể tự phát nguyện giữ giới được không ạ? Con xin sư chỉ lại ạ. Tự phát nguyện được nhé. Nếu mà giới bác quan trai đấy mình tự phát nguyện được, mình có thể tự mình thọ trì. Mình phải hiểu về cái sự thọ trì đấy và mình giữ gìn được giới đấy trong một ngày một đêm hay là trong bao nhiêu ngày đêm đấy. Tự mình đề ra, rồi tự mình thực hiện đúng được thì cái công đức đó vẫn được, vẫn thành tựu viên mãn. Nên là tự mình thọ trì vẫn tốt. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Lũng ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, ở chùa sư có nhận người xuất gia thọ giới tỳ kheo không ạ? Và nếu có thì khoảng bao lâu thì có giới đàn ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Muốn thọ giới tỳ kheo thì cũng phải tập sự xuất gia một thời gian này, tập sự một thời gian rồi sau đó thọ sa di, rồi sau đó thọ tỳ kheo. Còn cái thời gian bao lâu nó còn tùy thuộc vào từng người. Có những người tu tập có cái sự tiến bộ, có cái đạo hạnh, có cái sự tiến triển thì cái điều đó sẽ nhanh chóng. Còn nếu như mà có những người tu tập nó không có sự tiến bộ, hoặc là cái mình không phù hợp với cái môi trường, với những cái pháp môn, với những cái nội quy, những cái thời khóa ở chùa, thì lúc đấy thì mình cần phải đi tìm một cái môi trường khác. Vì thế nên là cần nên tập sự trước, chứ mình không nên quan tâm đến cái chuyện là bao lâu, vì nó không căn cứ vào thời gian mà nó căn cứ vào con người. Việc thọ giới thì còn là tùy thuộc vào những cái, như ở Việt Nam này thọ giới là phải có qua giáo hội Phật giáo mở các cái đàn giới, có thể một năm hai năm một lần đó. Mình cần phải làm những cái thủ tục hồ sơ vào trong giáo hội thì mới tham dự những cái đàn giới do giáo hội tổ chức nữa. Thì những cái điều đó mình cứ phải tu tập đã rồi mình hãng tính sau. Cứ nên đến để tập sự, để tu tập trước. Còn cái việc thọ giới là cái việc mình sẽ tính sau, chứ mình không nên tính toán quá nhiều như vậy. Tính toán quá nhiều sinh ra no âu rồi sẽ không dám đi xuất gia đâu. Nên đi xuất gia thì mình cứ nghĩ là cứ đến chùa phải tu tập
còn mọi việc khác nó sẽ đến một cách tự nhiên. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Phúc Tâm ạ. Dạ, thưa sư, cho con hỏi, khi một vị chứng đắc quả vị thì vị ấy sau khi nhận ra thì vị ấy có nói hay thông báo cho mọi người cùng được biết hay không ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Chứng đắc các quả vị, chứng đắc các cái đạo quả. Nên một cái người mà tu chứng đắc, ví dụ chứng đắc các tầng thiền hay chứng đắc các cái đạo quả niết bàn, thì cái người mà tu chứng tầng thiền ấy, có thể vị đó biết, có thể vị đó không biết, cho nên vị đó phải trình pháp với một cái vị thầy có kinh nghiệm, thì cái vị thầy đấy mới nhận ra biết ra được, hay là mới cho những cái phương pháp để phản cán, để kiểm tra xem vị đó có thực chứng hay không, hay là cái sự ngộ nhận. Và cái sự chứng đắc các đạo quả cũng vậy, như là ở trong bài kinh chạm xe, có cái chạm xe là đạo phi đạo phi kiến thanh tịnh, một người mà thực hành đến thiền tuệ ở cái giai đoạn còn non yếu, vị đấy sẽ sinh ra những cái tùy phiền não, và cái tùy phiền não đấy nó khiến cho vị đó ngộ nhận là mình đã chứng đắc đạo quả. Và nếu như cái vị nào mà đi khoe khoang cái đạo quả đấy, thì mình có cái tham ái với cái đạo quả đấy, thì cái sự đạo quả đấy là không đúng, đạo quả đấy là tu bị ảo tưởng, bị ngộ nhận thì mới hay đi khoe khoang. Còn như trong cái bài kinh chạm xe hôm nay nói là đến cái sự vô thủ trước niết bàn, tức là đi đến hết chạm xe thứ 7 đạt đến vô thủ trước niết bàn, không còn chấp trước vào bất cứ một cái sự thành tựu nào cả, thì cái đấy mới là đạo quả thật. Nên là cái người đến đạo quả thật thì người ta lúc đấy đạt đến cái sự vô ngã, không còn cái sự háo hức vui mừng khi mình chứng được đạo quả này, và không còn cái ý nghĩ rằng ta phải đi khoe cho người khác biết mình chứng đạo quả. Vì lúc ấy nó mất cái tâm tham ái với cái đạo quả đấy rồi, không còn có cái tư tưởng là mình còn phải đi khoe khoang nữa, mà lúc đấy vị đó biết được mình nên làm gì. Thì cái người mà chứng đắc thật thì người vị đấy biết được, thì khi mà nếu như một cái vị đó nói ra rằng tôi là cái người chứng đắc đạo quả đây, có thể sẽ trong 1.000 người sẽ có một người tin, và có 999 người người ta không tin, người ta sẽ phỉ báng. Có thể cái lời nói của vị đó nói ra nó chỉ lợi ích được cho 1-2 người, nhưng nó gây tai họa cho vô số người. Vậy cho nên là cái việc chứng được đạo quả thật ở cái thời này là người ta sẽ không nói ra. Thời Đức Phật thì người ta chỉ trình lên Đức Phật, chứ người ta không nói với những người khác biết về cái sự chứng đắc đạo quả của mình. Thời Đức Phật có chứng nhận cho ai thì cái vị đó biết. Còn chứ cái sự chứng quả sẽ không có đi thông báo, đi khoe khoang cho người khác biết như vậy. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Hạnh Tuệ ạ. Là con xin đảnh lễ sư ạ. Bạch sư, con nên tác ý như thế nào để tâm không nổi nên sự sân si? Khi nhìn thấy những bậc sa di, tỳ kheo không chân chính, không giữ lời và có những việc làm không có đạo hạnh của người tu hành ạ. Con xin tri ân sư ạ. Không khởi sân si với những vị tỳ kheo không giữ giới, không có đạo hạnh. Thì nếu mà để mà mình có được cái tâm, một cái người có trí tuệ thì cái người đấy cũng sẽ nhận biết được ra là cái người nào có chân chánh và cái người không chân chánh. Tức là một cái người mà không có trí tuệ thì mới coi đồng hóa ai cũng như ai. Tức là một cái người có trí tuệ thì vẫn phải biết là trong các vị tỳ kheo vẫn có người là những bậc có giới đức, những bậc có trí tuệ, và những bậc có phá hoại giới đức, phá hoại trí tuệ, có người là đi theo chánh đã pháp, có người thực hành tà pháp, thì mình vẫn phải biết như thế. Nhưng nếu như mình khởi lên sân si thì mình vẫn bị tội lỗi từ cái tâm sân si ấy, thì cái tội lỗi nó sẽ sinh ra. Mình dù mình có sân si với bất cứ ai thì nó cũng đều là tội lỗi cả. Sân si với các vị tỳ kheo bất chánh cũng là tội lỗi. Thì lúc đấy mình phải đại tâm từ đến các vị đó. Mình biết rõ rằng họ là người không chân chánh, mình vẫn phải đại tâm từ, cầu mong cho họ được an vui, cầu mong họ thoát khổ đau. Họ là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Đấy, mình cần phải tác ý như thế. Họ sẽ đi theo cái nghiệp của họ. Họ làm những cái việc xấu thì họ sẽ chịu cái quả báo của cái nghiệp xấu đấy, chứ không liên quan gì đến mình. Thì mình phải có được cái tâm tự tại như thế, chứ không được khởi lên cái tâm sân. Khi thấy ai đó mà không đúng mà mình sân thì mình sẽ bị đọa với cái tâm sân đó.
mình phải biết ghê sợ với cái tâm sân của chính mình, là mình không sân hận với bất cứ ai ở trên đời. Thì thực hành những cái pháp thiền tâm từ bi hỷ xả đó đối với cả những người mình kính trọng, đối với cả những người bình thường và đối với cả những cái người mà mình coi là những người xấu, thì lúc đấy mình hãy tác ý đến cái điểm tốt của người đó. Có thể là người đó sẽ có cái mặt này xấu nhưng sẽ có mặt khác tốt. Như là cái mặt tốt của người đó là cái vị đó cũng là cái người cũng phải có đức tin, cũng phải là cái người có cái sự xả ni cái đời sống thế tục. Cái đức tin hay là cái tâm, cái tốt của vị đó sẽ có thể là vẫn nhiều hơn cái xấu. Có thể là cái xấu nó chỉ là một hai việc, hay là những cái thói quen, hay là cái tập khí, hay là một cái việc làm do cái tâm tham sân si bất nhất thời đó thì nó có thể sinh ra. Hoặc là một cái người mới tu tập sẽ còn nhiều cái tập khí, thói quen, thói hư tật xấu, còn phải thời gian rất dài mới đoạn hết được. Hoặc là cũng có người sống ở trong cái môi trường mà có cái sự đào tạo giáo dục không nghiêm khắc, nên người ta cũng có những cái thói hư tật xấu nọ kia, nhưng mà cái mặt tốt nó vẫn có, chứ không phải là người nào đó hoàn toàn là xấu. Nếu như mình biết người đó là người xấu thì mình chỉ cần tránh xa, không thân cận, không có học hỏi với người đó là được rồi. Còn mình vẫn phải có cái tâm từ đó là mong cho họ được an vui, mong họ thoát khổ đau, và không sân hận, không sân si tật đố, sân hận với cả người tốt và người xấu, thì mới phát triển được cái nội tâm thanh tịnh của mình. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Dạ, con bạch sư, thuyết tiến hóa về con người của Darwin cho rằng con người phát triển từ loài vượn theo quan điểm của đạo Phật là đúng hay sai ạ? Và con người xuất hiện như thế nào ạ? Cái thuyết tiến hóa này thì là một cái thuyết không phù hợp với tư tưởng trong kinh điển của đạo Phật. Trong đạo Phật không có nói cái chuyện mà con vượn hay con gì nó tiến hóa thành con người được, mà Đức Phật đã chỉ rõ ra là nó có các cái thế giới khác nhau, có những cái loài cao thấp khác nhau. Con người là con người, súc sinh là súc sinh, chư thiên là chư thiên. Tiến hóa thì nó tiến hóa qua cái luân hồi tái sinh cơ. Một con vật ấy, bất cứ một con vật gì ấy, nó khi mà nó có cái phước, nó cũng có thể tái sinh lại làm người. Một người có thể tái sinh làm chư thiên, một phàm nhân rồi cũng có thể tu luyện trở thành một thánh nhân. Cái điều đó là cái sự tiến hóa, là nó tiến hóa qua cái sự tu tập về tâm linh, hoặc là có cái sự tiến hóa qua những cái phước lành và cái luân hồi tái sinh. Và một cái chúng sinh này có thể tái sinh thành một cái chúng sinh cao thấp hơn. Thì đấy là cái sự lợi ích, sự tiến hóa bằng cái công đức phước này, bằng cái trí tuệ của con người. Thì đấy mới là cái tuyến hóa của đạo Phật. Nó khác với cái tuyến hóa của cái khoa học hay là của cái ông Darwin đó. Còn trong đạo Phật thì mình muốn hiểu về đạo Phật thì mình sẽ học cái kinh Khởi Thế Nhân Bổn ấy, để mình biết được cái nguồn gốc của loài người. Nguồn gốc của một loài người thì là trải qua cái quá trình thành trụ hoại không của cái thế giới này. Rồi là khi mà cái thế giới hoại, rồi khi cái thế giới hình thành, rồi là chúng sinh các cõi phạm thiên, hóa sinh xuống cái cõi nhân gian này. Lúc đầu thì là bằng cái thân hình có ánh sáng hào quang phi hành trên hư không, sau đó thì nếm cái vị đất để mất đi cái hào quang đó, trở thành những cái người thô thiển, rồi sau đó ăn đất, rồi dần dần những cái cây cối nó mọc lên, rồi ăn những cái nấm đất, ăn cây neo, rồi dần dần có lúa nước hiện ra, rồi con người cứ phát triển dần dần tạo nên một cái xã hội loài người. Nhưng nó cũng trải qua một cái quá trình, đó là thành trụ ngoại không, đến một ngày nào đó, đến cái thời tận thế thì lại hủy hoại hết, về các chúng sinh lại sinh về các cõi phạm thiên, rồi sau đó lại sinh trở lại. Thì đấy là cái trải qua những cái đại kiếp trái đất khác nhau. Thì cái này nên đọc trong các kinh và chú giải để hiểu thêm, chứ nói cái này nó rất là dài, là mất thời gian. Dạ, con bạch sư, tin sư cho con hỏi quá trình con người từ khi chết rồi đi tái sanh thân khác như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một cái con người khi chết thì trước khi chết ý, sẽ có một cái, tức là cái vị đó sẽ khởi lên một cái nghiệp luôn và một cái phiền não luôn. Tức là lúc đấy cái tâm của mình sẽ ở cái thời điểm cận tử ấy, thì những cái nghiệp nó thi nhau, nó trổ quả ở trong cái thời điểm đấy, có thể là nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện, là những cái việc mình đã làm. Cho nên nó sẽ xuất hiện nghiệp tướng hoặc phú tướng ở cái
ở cái tâm sát gần cận tử ấy, thì cái lúc đấy có thể là người đó còn tỉnh táo, mà cũng có thể là người đó đang mê mê, thì cũng sẽ thấy những cái hình ảnh mà mình đã nạp, nó sẽ xuất hiện như là bố thí, thì mình sẽ nhớ lại cái việc mà mình đã từng bố thí đó, hay là mình lễ Phật hay nghe pháp ngồi thiền, đấy là những thiện nghiệp nó sẽ xuất hiện như thế. Hoặc là người nào làm tội lỗi thì lúc đấy mình sẽ thấy cái hành động tội lỗi của mình, như là người đấy là đang giết hại con vật, hay đang ăn trộm cắp, hay đang tà dâm, hay là dối trá, hay là say xỉn ấy, thì nó sẽ xuất hiện những cái hình ảnh đấy, thì mình sẽ đi theo cái nghiệp đấy là mình sẽ đọa xuống ba bốn cõi khổ, địa ngục, ác quỷ, súc sinh, Atula. Còn nếu như mình thấy những cái thiện nghiệp nó xuất hiện thì chắc chắn mình sẽ sinh về cái cõi này, cõi chư thiên hoặc cõi người này. Đấy là cái nghiệp luôn, nghiệp tướng nó xuất hiện, và nó xuất hiện luôn cái phiền não luôn. Lúc đấy cái ước nguyện của mình, như mình ước nguyện được sinh lại làm người, hay ước nguyện sinh làm chư thiên. Nếu như một cái người nào mình tin là có các cõi thiên giới, lúc ấy mình khởi lên cái ước nguyện sinh thiên, thì cùng với cái thiện nghiệp đấy mình sẽ sinh thiên giới. Còn thì đấy gọi là nghiệp luôn, phiền não luôn, nó sinh khởi. Sau đó thì tâm sẽ chìm vào hữu phần. Rồi cái tâm cuối cùng của cái tâm hữu phần ấy được gọi là tâm tử. Thì cái tâm tử đấy nó sinh, nó diệt, mà nó sinh lên này, nó diệt xuống, là chìm vào cái trạng thái hôn mê đấy, của cái tâm hữu phần như là ngủ. Rồi sau đó mình sẽ nương vào cái nghiệp luôn, phiền não luôn, mình đi đầu thai, mình đi tái sinh về một cái kiếp sống khác. Thì cái kiếp sống khác thì cái tâm của mình nó bắt vào cái hình ảnh của cái nghiệp mà mình đã làm ấy, thì đấy được gọi là cái nghiệp tướng ấy. Cái mình sẽ bắt vào cái thời điểm, cái hình ảnh của cận tử mà mình nó vừa mới khởi lên đó, rồi mình đi tái sinh về một kiếp sống khác ngay sau cái tâm tử đó, tức là ngay sau cái tâm tử, tức là mình chấm dứt cái mạng sống ở kiếp này, thì mình sẽ đi tái sinh đầu thai ngay tức thì, trong một cái khoảnh khắc đấy, chứ nó không có cái giai đoạn chờ đợi. Như là cái kinh Đại Thừa sau này phát triển nói là có thân trung ấm đợi 49 ngày, thì đấy là một cái tư tưởng phát sinh về sau, chứ không phải là cái tư tưởng đúng trong giáo pháp của Đức Phật. Trong giáo pháp của Đức Phật thì người đấy chết cái là đi tái sinh ngay tức thì. Có thể là mình sinh làm người đi đầu thai, hoặc là sinh làm chư thiên, hoặc là sinh vào cõi nào đó bất kể, thì tùy theo cái nghiệp luôn, tiền đạo luôn đó, đi tái sinh. Thế cho nên là chết cái là đi đầu thai luôn. Nên là có những người thì tái sinh làm ngã quỷ, thì tự nhiên mình sẽ biến thành một cái con quỷ xấu xí, cứ đi theo người thân thì cứ đòi ăn, đòi quần áo, đòi này đòi kia. Có thể lúc đấy mình sinh lại làm người, thì trong một cái khoảnh khắc một cái mình đi tái sinh vào trong bào thai, và sinh lên chư thiên, thì trong một cái khoảnh khắc đấy mình sẽ biến thành một vị chư thiên có hào quang, có ánh sáng ở trong cung điện của chư thiên. Mình mở mắt ra một cái mình đã là người trưởng thành rồi. Thì còn tùy theo mình đi tái sinh về đâu, nhưng mà tái sinh ngay khoảnh khắc đó, chứ không có cái chờ đợi một cái giây phút nào hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ một hành giả Hà Nội ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư ạ. Kính bạch sư, con đọc quyển sách 38 Pháp Hạnh Phúc có đoạn 4, nói lối. Theo chú giải thì chẳng những nói lối bằng miệng mà thôi, người cũng có thể dùng thân thể ra dấu hiệu, như hoặc dùng thư từ mà dối gạt người khác. Hơn nữa, kẻ đã làm tội mà người khác hỏi đến, sợ chối bị phạm nói lối bằng thú nhận thì sợ hành phạt cứ nín thinh, như vậy cũng phạm tội nói lối. Kính xin sư giảng cho con hiểu về việc nói lối bằng thân thể ạ. Con xin tri ân sư ạ. Thì cái ngôn ngữ nó có những cái ngôn ngữ mình nói ra bằng lời nói, nhưng mà cũng có những cái ngôn ngữ được gọi là thân biểu chi. Thì cái ngôn ngữ mà mình nói ra lời được gọi là khẩu biểu chi, tức là cái lời nói mà mình diễn đạt ra. Còn có cái ngôn ngữ là nó biểu đạt bằng thân, thân biểu đạt cái ngôn ngữ đó. Ví dụ như là mình có đi ăn trộm nhưng người ta hỏi mình có ăn trộm không, mình không dám nói nhưng mình lắc đầu, tức là mình phủ nhận ấy. Thì đấy là nói dối. Rõ là mình có đấy nhưng mà mình không dám nhận, nhưng mà mình không dám nói là mình chỉ lắc đầu ấy. Thì đấy cũng là nói dối, đấy là một cái sự biểu chi, một cái sự biểu hiện. Hoặc là mình chua tay, có làm không, mình có làm nhưng mà mình chua tay, mình giả vờ giống như là không làm. Thì đấy là một cái sự ra dấu. Thì cái sự ra dấu này người ta cũng có thể ra dấu một cách sai trái mà. Từ cái hành động ra dấu, người ta cũng có thể làm ra những cái điều tội lỗi được. Cho nên là ra dấu, ám hiệu ấy đều được quy vào cái giới nói dối.
mặc dù nó phát sinh ra từ thân, nhưng mà nó vẫn là khổng, nó vẫn được quy nó là khẩu nghiệp, nó là dối trá. Thì cái thân hành động dối trá, thì cái dối trá này đáng lẽ nó phải là lời nói dối, nhưng mà nó lại phát sinh ra từ cái hành động của thân, biểu hiện, biểu chi, biểu hiện của thân, thì cái nó đều nằm trong nói dối. Hoặc là người đấy viết ra thành những cái sách vở, thư từ mà nói xuyên tạc, nói sai sự thật, thì đấy là nói dối. Một cái người viết ra sách nói là không có nhân quả, không có đời này, không có đời sau, không có quả của những nghiệp thiện, không có quả nghiệp ác, biết là hết, không có cái sự tái sinh luân hồi, thì đấy là cái người đó đang dối trá bằng cái cách là viết ra sách và tuyên truyền những cái điều dối trá đó trên thư từ sách báo. Vậy thì cái đấy nó cũng được gọi là nói dối, làm cho cái người khác hiểu sai sự thật và tin vào những cái điều sai trái đó. Nếu như cứ người khác mà nhìn vào cái hành động ám chỉ của mình, hay đọc vào những cái sách mà do mình viết mà cái vị đó hiểu sai và tin sai cái điều đó, thì mình đã phạm vào nói dối. Thì đấy là căn cứ mà đấy, để đấy là cái giới nói dối nó rộng như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Đức Anh ạ. Dạ, con kính hành lễ sư ạ. Xin sư cho con hỏi, theo quan điểm của Phật giáo thì những khái niệm như là Twin Flame, Starship, Light Worker được hiểu như thế nào ạ? Dạ, thưa sư, đây có ý nghĩa là từ linh hồn song sinh ạ, hoặc là được hiểu là người từ hành tinh khác ạ, và những cá thể mang năng lượng cao có sứ mệnh của họ giúp cho sự tỉnh thức của trái đất ạ. Con xin tri ân sư ạ. Dạ, con thưa sư, con xin tóm tắt lại ý của hành giả này là muốn hỏi thì theo quan điểm của Phật giáo thì có những khái niệm như là linh hồn song sinh, hay là người từ hành tinh khác, hay là những cá thể mang năng lượng cao họ sẽ đến trái đất mà làm những cái giúp cho sự tỉnh thức của trái đất có không ạ? Nhưng cái thực ra con người thì có rất là nhiều, ngoài cái thế giới này ra có rất là nhiều những thế giới khác, hay là ở trong cái thế giới ta bà này thôi cũng có những con người ở các cái cõi Đông Thắng Tần Châu, Tây Nghiêu Hóa Châu, Bắc Câu Nô Châu mà mình chưa gặp được, mình không tiếp xúc được, con người thường không tiếp xúc được, thì đấy cũng là con người cùng một thế giới còn chưa tiếp xúc với nhau hết. Mình chỉ tiếp xúc được với những người ở Nam Tiệm Bộ Châu, nhưng mà những bậc có thần thông thì đi lại được các thế giới khác. Như Đức Phật hay các bậc A-la-hán của xưa có thần thông đến được Bắc Câu Nô Châu, Tây Nghiêu Hóa Châu, Đông Thắng Tần Châu, thì lúc đấy mình đi đến các thế giới khác, cái thân thể con người nó khác, cái khuôn mặt nó khác, hình dáng nó khác hẳn đi, thì người ta có thể gọi mình là người ta có thể gọi mình là người ngoài hành tinh được. Nhưng mà cũng thực ra chỉ là trong thế giới này, còn đi được đến những cái thế giới khác nữa, những cái cõi ta bà khác, họ cũng có cái cõi người, họ cũng có những cái cõi chư thiên khác. Thì một số người có thần thông thì có thể đi đến được những cái cõi khác, hay là các vị chư thiên có thần thông đến được các cái cõi khác. Còn ở trong cõi người này, đôi khi người ta hay nhìn thấy những cái sinh vật, những cái vật thể lạ ở trên bầu trời, hay là những cái người lạ ở đâu đó mà người ta gọi là người ngoài hành tinh. Nhưng mà thực ra thì ngay cả từ thuở xa xưa đi chăng nữa, có rất nhiều người người ta thấy được các cái chúng sinh, đó là các vị thiên thần hay quỷ thần ấy, người ta xuất hiện dưới những cái hình tướng này hay hình tướng khác, người ta làm việc này hay việc khác mà thôi, chẳng qua đó là những vị chư thiên trên mặt đất, nhưng mà người ta mang nhiều cái hình tướng khác nhau, mình kiểu thân thể khác nhau. Nếu như những cái chúng sinh nào mà người ta có những cái năng lực cao, người ta có những cái thân tướng giống như là người ta có cái phước tướng lớn, thì đó là các vị chư thiên đôi khi người ta xuất hiện, mà đôi khi một số người gặp phải, nhưng người ta đến và đi rất mau lẹ, có lúc xuất hiện, có lúc biến mất mà mình không lý giải được. Thì có những cái chúng sinh mà xuất hiện với cái thân hình rất là xấu xí, thì đó là những cái chúng sinh thuộc về ngã quỷ. Thì ngã quỷ người ta cũng có thần thông, người ta cũng đi du hành trên hư không được, người ta cũng có thể biến ra hình thô, người ta cũng có thể biến mất trước mặt một người được. Thì từ thuở xa xưa mà đi, người ta đã thường xuất hiện những cái đó rồi. Con người thời bây giờ, tại vì mình không hiểu biết về những cái thế giới vô hình xung quanh mình, vô số những chúng sinh xung quanh mình, những cái quỷ thần xung quanh mình, đôi khi người ta xuất hiện dưới hình thức này, hình thức khác, đó là chuyện rất hiển nhiên, đó là chuyện rất bình thường. Rồi cứ nói rằng đó là người ngoài hành tinh thôi. Chứ thực ra nếu người ta là người ngoài hành tinh, người ta đến đây, người ta sẵn sàng xuống đây, người ta bắt tay với mình luôn.
Người ta cũng giống như là một cái người ở một cái quốc gia nọ đến quốc gia kia, gặp nhau nói chuyện với nhau là bình thường, sao người ta phải lẩn tránh mình làm chi? Là do những cái năng lực của những cái chúng sinh vô hình, người ta chỉ xuất hiện được một khoảnh khắc đấy là người ta phải biến đi thôi. Hoặc là người ta không muốn tiếp xúc với con người thì nó có những cái khoảng cách không thể tiếp xúc được, nên là mình cứ ảo tưởng, mình cứ nghĩ ra là hiện tượng này hiện tượng khác. Thì đấy thì là ảo tưởng của con người thôi, còn những cái chúng sinh sống xung quanh mình vô số tận mà mình không hiểu hết được, nào có thiên nhãn mình sẽ thấy vô số cái chúng sinh ở xung quanh. Hay là thời Đức Phật, đôi khi Đức Phật dùng hào quang cho mọi người thấy nhau, cho những chúng sinh thấy nhau, rồi lúc đấy mọi người trầm trồ ồ nên ồ sao có những chúng sinh khác cũng sống ở đây, có những chúng sinh khác sống ở đây, thật ra xung quanh mình đầy rẫy những chúng sinh khác nên cho mình không thấy. Thế nhưng mà mình mà thấy thì mình sẽ cảm thấy rất là kinh ngạc. Nên là thấy một vài những chúng sinh xuất hiện đó là lẽ rất thường tình, nên không cần phải bận tâm nhiều những cái chuyện đó. Dạ, con kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ một hành giả ở Hà Nội ạ. Dạ, con xin thưa sư, xin thưa cho con hỏi, con nghe nói linh hồn không thể chết, vậy linh hồn sinh ra từ đâu và sẽ đi về đâu ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Cái từ linh hồn đây đã mang cái tư tưởng tà kiến, mới quan điểm rằng có linh hồn. Tức là ở trên đời có những cái quan điểm người ta cho rằng có cái linh hồn ở trong con người, khi cái thân xác này chết đi sẽ có cái linh hồn đi ra, và cái linh hồn đấy sẽ tồn tại mãi mãi. Thì cái này là ngay từ thời Đức Phật cái tư tưởng đấy đã có, và chính Đức Phật là người đã đả phạt, đã cho rằng cái quan điểm cho rằng có một cái linh hồn bất biến đấy là tà kiến, đấy là chấp thường. Người ta chấp thường, người ta nghĩ rằng chết rồi sẽ có một linh hồn sẽ tồn tại ở đó, rồi sẽ hoặc là đi vào địa ngục hoặc đi lên thiên đường, cái tồn tại ở đấy vĩnh hằng mãi mãi không bao giờ chết. Thì đấy là gọi là chấp thường, gọi là tà kiến. Và cái tâm cái đấy là không có nhé, cái đấy là không thật, mà chỉ có cái tâm con người đi theo cái nghiệp lực và đi luân hồi tái sinh về các cái cõi như là thiên giới hay là quỷ sứ hay là các cái cõi sống khác nhau thôi. Thì đấy là một cái kiếp sống mới, một cái sinh mạng mới, một cái con người, một cái chúng sinh ở cái thế giới đấy, chứ không phải là cái linh hồn. Quan niệm linh hồn là không đúng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Đức Anh ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Trong kệ tu tâm mục số 14, Bát Kính Pháp, có đoạn vì hàng nữ giới xuất ra khiến cho Phật giáo Phật Đà chóng suy, vì con không hiểu ý nghĩa của đoạn này, mong sư từ bi chỉ dạy cho con ạ. Con xin đảnh kính tri ân sư ạ. Vì khi mà Mahabhatsambati, tức là di mẫu của dòng họ Thích Ca Gotami, Gotami xin Đức Phật đi xuất gia 3 lần, Đức Phật không cho. Sau đó bà Gotami cùng với 500 người nữ khác cũng đi đến Tịnh Xá Kỳ Viên và xin Đức Phật xuất gia. Thì Đức Phật cũng không cho, rồi Ngài A Nan mới vào hỏi nguyên nhân tại sao Đức Phật không cho nữ giới xuất gia. Thì Đức Phật mới nói ra rằng vì người nữ xuất gia thì chánh pháp của ta sẽ bị suy vi đi mất 500 năm. Thì lúc đấy Đức Phật cũng nói rằng nhà có con trai thích, mà nhà mà đông con gái thì nhà sẽ suy, nhà mà đông con gái thì trộm cướp, người ta sẽ nên nổi vào. Vì vậy nên là không nên hoan hỷ, không nên cho người nữ xuất gia. Thì người nữ xuất gia vào thì Đức Phật cũng nói là đáng lẽ cái chánh pháp của ta sẽ tồn tại được 1000 năm, nhưng nếu cho người nữ vào xuất gia thì chánh pháp của ta chỉ tồn tại được 500 năm. Thì vậy, bởi vì lý do nữa là vì người nữ vào xuất gia sẽ làm cho cái phạm hạnh của các vị tỳ kheo bị yếu đi, tức là các vị tỳ kheo đã từ bỏ cái đời sống thế gian đi xuất gia để sống cái đời sống phạm hạnh thanh tịnh, không thân cận với nữ giới. Nhưng mà nếu như cho người nữ vào xuất gia thì có những người có nhan sắc đẹp sẽ làm cho những vị tỳ kheo đó cũng sinh ra cái tư tưởng tham ái. Cho nên là cái sự tu tập chứng đắc các đạo quả nó bị yếu đi nữa. Thì đấy cũng là một cái nguyên nhân làm cho giáo pháp bị suy yếu đi. Và nó có rất nhiều cái khác nữa, của cái người nữ sẽ có rất là nhiều những cái phiền não, những cái mâu thuẫn khiếp, làm cho những cái hàng tín đồ người ta giảm bớt cái niềm tin,
không làm tăng trưởng niềm tin của những người chưa có niềm tin, hay là không làm phát sinh niềm tin của những người chưa niềm tin, không làm tăng trưởng niềm tin của những người đã có niềm tin nữa. Thì đấy cũng là cái nguyên nhân khiến cho giáo pháp chóng suy đi. Thì vậy nên là Đức Phật mới chế ra bát kính pháp. Nếu như người nữ đi xuất gia phải giữ được bát kính pháp này thì nó sẽ giảm bớt được cái sự suy vi của giáo pháp. Còn nếu như người nữ xuất gia mà không giữ được bát kính pháp, tức là có cái sự ngã mạn, có cái sự khinh thường đối với các vị tỳ kheo, thì giáo pháp sẽ suy vi rất là nhanh. Còn nếu như mà còn giữ được bát kính pháp thì sẽ giúp cho giáo pháp bớt được cái suy vi đi. Thì đấy là cái ý nghĩa là như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Vân Lê ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, hôm nay con vừa thỉnh đường Bức Phật A Di Đà về, hàng ngày thì con phải làm gì ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Phật, thỉnh Phật về thì bây giờ sư bỏ qua cái quan niệm là Phật Di Đà hay là Phật gì đi, thì mình chỉ coi rằng nếu như mình mà thỉnh một bức tượng Phật về, tức là Phật ở đây mình cần phải hiểu về chín ân Đức Phật. Thứ nhất là Đức Phật là bậc ứng cúng, vì Ngài đoạn trừ hết phiền não nên Ngài xứng đáng được cúng dường. Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, là bậc minh hạnh túc, hiện thế thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đấy, mình cần phải học chín cái ân đức này cho nó thuộc lòng, hiểu ý nghĩa của từng ân đức cho nó thâm sâu. Sau đó mỗi khi đảnh lễ mình hướng đến ân đức của Phật mà đảnh lễ, chứ đừng hướng đến cái chất liệu của pho tượng nó mà đảnh lễ. Nên là cái pho tượng đấy chỉ là tượng trưng thôi, Phật chỉ là tượng trưng cho một bậc đã hết tham sân si, một bậc chánh giác, một bậc có đầy đủ công đức và trí tuệ, một bậc nói ra những lời thiện này, một bậc hiểu rõ những cái thế gian này, bậc thầy của trời người, bậc xứng đáng được cúng dường đó. Thì khi mình lễ Phật thì mình hướng đến chín ân đức Phật mà đảnh lễ. Khi mình cúng dường Phật cái gì, mình hướng đến các ân đức của Phật mà cúng dường. Khi mình niệm Phật thì mình hướng đến các ân đức Phật để mà tưởng niệm. Thì làm như thế là được. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tâm Pháp ạ. Dạ, con xin kính hành lễ sư, xin sư cho con hỏi. Phật giáo Việt Nam tôn xưng lên một vị sư lên ngôi Pháp chủ thì có đúng với tư tưởng của đạo Phật không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một người lên ngôi Pháp chủ. Pháp chủ ở đây mình phải hiểu theo một cái nghĩa như là người đấy chủ trì một cái buổi Pháp. Ví dụ như là một cái người mà một vị giảng sư thuyết giảng một giáo Pháp thì đấy cũng gọi là một cái người chủ trì một cái buổi Pháp. Một cái trong một cái bài pháp của Đức Phật nó có 6 cái nhân thành tựu. Một là thời, cái thời gian thuyết pháp. Hai là cái xứ, cái nơi chốn mà thuyết cái bài pháp đấy. Ba là chủ, chủ là cái vị nào đã thuyết cái bài pháp đấy, tức là cái vị nào là giảng sư. Thứ tư là chúng, tức là cái hội chúng là ai để nghe cái bài pháp đấy. Và thứ năm là cái chủ đề bài pháp ấy là gì. Và nội dung cái bài pháp đấy là gì, đấy là những cái nhân thành tựu cho bài pháp. Thì ở đây cái chủ là cái người chủ trì để thuyết giảng giáo pháp. Thế nên ở đây là mình tôn xưng một cái vị gọi là pháp chủ, thì nó cũng có một cái ý nghĩa như là một cái người, một cái bậc có đạo đức, có giới hạnh, có đức hạnh, là một cái người duy trì giữ gìn hoàng dương diễn giảng thuyết giảng giáo pháp, để cho mọi người lấy đó làm gương, hãy lấy cái vị này làm gương, đã là cái người xuất gia tu hành, phải là một cái người nắm được giáo pháp, hiểu được pháp học, hiểu được pháp hành, và thuyết giảng giáo pháp, duy trì giáo pháp, giữ gìn giáo pháp, hoàng dương giáo pháp, làm lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Thì cái điều đó thì nó có cái ý nghĩa như vậy, nên là cái điều đó mang đến, nếu như một người mà hiểu đúng, thì sẽ đem lại cái sự hạnh phúc lợi ích. Nên là một cái vị đó là một cái vị tấm gương của những cái bậc hoàng pháp, là một cái tấm gương sáng để cho mọi người noi theo. Thì ở một cái quốc gia nào cũng thế thôi, nhất là như thời Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật là một đấng pháp chủ, Đức Phật là một cái bậc thuyết giảng ra giáo pháp, giảng dạy ra giáo pháp, và mọi người y cứ vào Đức Phật và giáo pháp của Đức Phật
Thì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì Đức Phật hãy nói rằng là hãy lấy pháp làm thầy, ngày nào pháp và luật còn thì giáo pháp này còn. Vậy thì nhưng mà pháp đâu có phải là tự tồn tại được, pháp phải do cho những người hoàng dương Phật pháp, thì những ai là những cái tấm gương sáng để giữ gìn, để phát triển, để giảng dạy Phật pháp, thì có thể tôn xưng, tôn suy tôn những cái bậc ấy lên để làm một cái tấm gương cho mọi người noi theo, thì cái điều đó cũng đem lại cái sự lợi ích cho mọi người. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Liệu Pháp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi, một người vừa mong cầu được hưởng phước báu giàu sang, vừa đạt được trí tuệ giác ngộ thì có được không ạ? Và phải tạo nhân như thế nào ạ? Con kính tri ân sư ạ. Vừa mong cầu phước báu giàu sang, vừa muốn đạt được trí tuệ giác ngộ, mong cầu phước báo cái người mà như thế thì nó cũng được, nhưng mà cái vị đấy phải thực hành cả hai cái hạnh, đó là thực hành cả những cái tạo ra những cái phước về vật chất, và vẫn phải thực hành cả những cái hạnh tạo ra những cái phước về thế gian. Thì cái người đấy phải nỗ lực nhiều hơn, như là cái vị đó phải có cái sự là bố thí rất là nhiều, và vị đó phải luôn luôn ước nguyện là sẽ thành tựu được cả hai cái pháp đó, về giàu sang, về thế gian, cũng như là thành tựu được cái trí tuệ giác ngộ. Thì cái này mà cái người nào mà ước nguyện ấy, có cái ước nguyện nhiều ấy, thì cũng vẫn thành tựu được, vẫn thành tựu được cả hai cái điều này. Như trong giáo pháp của Đức Phật vẫn có những cái vị gia chủ, các vị ấy trong những cái thời Đức Phật quá khứ, các vị ấy đến cúng dường trên các Đức Phật, và các vị ấy nguyện rằng cho con thành tựu được cả hai, một là cái hạnh phúc thế gian và hai là hạnh phúc niết bàn. Thì những cái vị đấy vì cái ước nguyện đấy thì sau này các vị ấy trở thành những vị gia chủ rất là giàu có. Nhưng mà một đến khi mà vị đó hưởng cái đời sống gia chủ giàu có, đến một lúc nào đó vị đó chán, rồi vị đó sẽ đi xuất gia, và vị đó cũng chứng đắc được niết bàn. Tức là thì cũng giống như là Thái tử Tất Đạt Đa đó, ở cái kiếp cuối cùng ấy, thì ngài cũng đã hưởng cái phước về thế gian, tức là một vị hoàng thái tử hưởng tất cả những cái ngũ dục sung túc ở thế gian rồi. Sau đó thì ngài cũng từ bỏ cái đời sống xuất gia, tiêu đời sống thế gian mà đi xuất gia và chứng đắc được đạo quả. Thì ngài cũng là cái người hưởng cả hai cái đời sống về vật chất thế gian. Nhưng mà sau đó muốn chứng đắc niết bàn thì phải từ bỏ cái đời sống sung túc ở thế gian đó để chuyên tâm tu tập thì mới chứng đắc niết bàn. Vậy nên là chứ không phải là hai cái đấy nó hưởng song hành cùng với nhau, mà nó sẽ cái người đấy sẽ có một giai đoạn đó là hưởng cái phước ở thế gian, sau đó sẽ từ bỏ cái đời sống ngũ dục thế gian đó và tu tập và chứng đắc đạo quả niết bàn. Thì vẫn có là cái người đó mà có các cái ba la mật nhiều, như là mình bố thí nhiều và mình kết hợp với việc hành thiền, là cái người đấy mình có cái sự tu tập giới định tuệ, nhưng mà vẫn có cái sự tu tập về những cái sự bố thí về tài vật, bố thí về pháp, bố thí tài vật và thực hành giới định tuệ, mình song hành với nhau cả hai cái đó, thì sau này mình cũng sẽ được hưởng cả hai cái, đó là cái phước về vật chất, cái đời sống sung túc về vật chất thế gian, và vẫn chứng đắc được niết bàn, thì cái điều đó vẫn có thể thành tựu được. Dạ, con thưa sư ạ, hiện nay còn một câu hỏi nữa thì con xin đọc lên nốt ạ. Là con kính bạch sư ạ, xin thưa sư cho con hỏi, nếu con thọ giới tỳ kheo bên Myanmar mà tuổi hạ còn nhỏ, dưới năm hạ mà muốn về chùa của sư để nương tựa tu học thì có được chấp nhận không ạ? Có được nhập chúng không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Nếu một cái vị mà xuất gia ở bên Myanmar thì cái quy định ở đâu vậy, theo giáo pháp thì cái vị đấy là vị tỳ kheo dưới năm hạ thì luôn luôn phải y vào cái vị thầy, còn trên năm hạ rồi, tức là vị đó đủ năm hạ rồi thì vị đó không còn phải y chỉ và một cái vị trưởng lão nữa, thì vị đó muốn ở đâu cũng được, tức là vị đó sống ở bất cứ chùa nào cũng được theo cái truyền thống Phật giáo nguyên thủy, thì cái vị đó có thể ở bất cứ chùa nào vị đó đến thì xin với cái vị trụ trì đó mà cho nhập chúng thì đều được hết, chứ không có cái chùa nào lại từ chối. Nếu như mà có một cái vị tỳ kheo khác đến muốn tu tập ở đấy thì không có chùa nào từ chối,
cũng như là ở chùa sư cũng thế, không có từ chối một cái vị nào đến xin để ở cộng chú để tu tập, thì không có từ chối ai hết, ai muốn đến được mà đến để tu tập theo được cái nội quy thời khóa, tư tưởng cứ giống nhau, sống hài hòa, hòa hợp được với nhau thì sẽ ở được với nhau, có thế không? Dạ, con thưa sư, con xin kết thúc buổi hôm nay tại đây ạ. Không tướng. Idamme punyam asavakkhasam vaham hotu idamme punyam nibbanasa pacajo hotu mama punya bhagam sabbasatthanam pacemi tesabe medamam punya bhagam Na bandu, na bandu, sa.